Yahoo, minasan konnichiwa, I'm Janet no An desu. Hello, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của mình. Thì mình đã nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi từ các bạn là làm thế nào để có thể nhớ được văn phạm, làm thế nào để có thể học được ngữ pháp tiếng Nhật một cách hiệu quả. Thì trong video ngày hôm nay mình xin trả lời về cái vấn đề đó là mình đã học ngữ pháp tiếng Nhật như thế nào cho hiệu quả và nhớ lâu. Nào, chúng mình cùng bắt đầu video nha. Dozo. Khi học một cái ngoại ngữ thì cái việc mà nhớ văn phạm, nhớ ngữ pháp lúc nào cũng làm cho chúng mình đau đầu đúng không? Và nhất là tiếng Nhật thì nó có rất là nhiều mẫu văn phạm, rất là nhiều mẫu ngữ pháp mà chúng ta cần nhớ, lại chia thành nhiều cấp độ khác nhau. Là trong N3 thì các bạn phải nhớ bằng đó văn phạm, N2, N1. Những mẫu văn phạm càng lên cao thì càng khó nhớ, càng phức tạp và khó có thể dịch ra được tiếng Việt cho nó kiểu như là hợp lý để mà mình có thể nhớ được. Thì làm như thế nào mình có thể nhớ được một số lượng lớn văn phạm có thể áp dụng được đúng trường hợp, đúng ngữ cảnh, dùng đúng cách và nhớ thật là lâu. Thì đây là cái cách mà ngày xưa mình đã dùng khi mà mình học tiếng Nhật và mình nghĩ là nó có hiệu quả cho mình, và mình cũng hy vọng là nó có hiệu quả cho các bạn, cho nên là mình muốn chia sẻ cho các bạn ngày hôm nay. Và cái phương pháp này thật ra mình đã nói đi nói lại rất là nhiều ở trong nhiều cái video trước, trong những video về cách học tiếng Nhật hay là trong những cái video mà giải đề của mình trước đây. Nếu mà các bạn muốn biết thêm thì các bạn có thể xem thêm những cái video khác của mình nữa nha. Nhớ là like với đăng ký kênh cho mình nha. Và cái phương pháp để mà nhớ ngữ pháp lâu và áp dụng đúng hiệu quả của mình đó chính là các bạn phải đọc thật là nhiều, đọc thật là nhiều ví dụ và các bạn phải đặt câu. Thì trong cái video lần trước, cái video về lộ trình từ A đến Z cho người bắt đầu học tiếng Nhật hay là người chuẩn bị học tiếng Nhật, thì mình cũng đã có chia sẻ là làm thế nào để mà học ngữ pháp hiệu quả. Các sách cần thiết khi mà học ngữ pháp đó chính là các bạn hãy lựa chọn mua những cái sách ngữ pháp mà nó ghi cho các bạn thật là nhiều câu ví dụ, càng nhiều càng tốt, mà nó phải chia ra được rạch ròi là từng mẫu ngữ pháp áp dụng như thế này, người ta cho các bạn khoảng 4-5 câu ví dụ gì đó, và nếu mà có được bài tập các bạn áp dụng cái ngữ pháp đó luôn để tự đặt câu thì càng tốt. Rồi, mình nói ví dụ như là cái mẫu ngữ pháp nani nani ni atatte ni ataru ni atari thì là V thể từ điển cộng với ni atatte, hoặc là danh từ cộng với ni atatte ni ataru gì đó, thì có nghĩa là khi bắt đầu một cái gì đó mới đúng không? Khi bắt đầu một cái gì đó mới thì cái gì đó xảy ra. Nó dùng trong cái ngữ cảnh như vậy, không nhớ là N3 hay N2, ta hình như là ngữ pháp của N2 đúng không? Thì mình sẽ dùng cái ngữ pháp đó cho những cái tình huống hay những cái từ mà nó liên quan đến cái gì mà một cái hoạt động mới hay là một cái dịp nào đó mới xảy ra. Ví dụ như là Kekkon suru ni atatte, hoặc là Niugaku suru ni atatte, hoặc là Happyo ni atatte, hoặc là kiểu như là Niusha suru ni atatte. Đó, kiểu như vậy. Thì khi mà bắt đầu cái gì mới thì nó sẽ có cái gì đó đằng sau. Mình chỉ cần gọi là đọc thật là nhiều ví dụ. Khi mà muốn dịch cái ngữ pháp nó ra tiếng Việt á, nó rất là khó, tại vì rất là khó tìm những cái từ ngữ thích hợp để có thể dịch ra được tiếng Việt đúng không? Thì mình chỉ có thể dịch là nhân cái dịp đó như vậy thì nó cũng giống như là Toki vậy đó, nhưng mà kiểu nó cao cấp hơn cái từ Toki, nó trịnh trọng hơn và nó mang cái ý nghĩa là bắt đầu một cái gì đó mới. Thì khi mà mình không thể dịch được sang tiếng Việt cho nó gọi là rạch ròi á, thì mình nên nhớ luôn cái mẫu ngữ pháp đó bằng tiếng Nhật bằng cách là đọc thật là nhiều câu ví dụ. Khi mà các bạn đọc nhiều câu ví dụ như thế, các bạn tin mình đi, các bạn sẽ không cần phải dịch nó ra tiếng Việt luôn. Các bạn có thể đọc thật là nhiều câu ví dụ thì các bạn sẽ naruhodo, cái mẫu ngữ pháp này nó dùng ở trong cái tình huống như thế này, nó giống kiểu như thế này, thì mai mốt mình có thể bắt chước mình làm ra những cái câu nó giống như vậy là ok. Và đối với các bạn mới học á, thì nếu mà các bạn đọc mà các bạn sợ các bạn không nhớ, các bạn đọc đi đọc lại, thì các bạn chọn luôn cho mình một cái câu nào mà các bạn thấy dễ học á, mà nó dễ nhớ, cái từ vựng các bạn dễ nhớ, các bạn học thuộc luôn cho mình một cái câu ví dụ đi. Ví dụ như là người ta cho bạn 4-5 câu ví dụ đúng không, thì nó sẽ có nhiều cái level. Vì người ta cho những câu đơn giản, có khi người ta cho câu phức tạp, thì các bạn lựa cái câu nào đơn giản nhất, các bạn dễ hiểu nhất, các bạn đọc đi đọc lại, đọc thuộc lòng luôn, cho đến khi nhìn thấy cái mẫu ngữ pháp đó các bạn sẽ nhớ ra cái câu ví dụ đó, thì các bạn sẽ nhớ ra được luôn cái mẫu ngữ pháp đó dùng ở trong tình huống như thế nào.
nó dùng với cái từ vựng này, dùng ở trong tình huống này thì các bạn sẽ áp dụng rất là dễ dàng. Bởi vì nếu mà các bạn không làm như vậy mà các bạn chỉ học kiểu như là veru cộng ni atate hay là động từ thái từ điển cộng ni atate, các bạn học như vậy á, sau này các bạn những cái mẫu ngữ pháp nó giống nhau á, mà nhiều ngữ pháp như vậy thì các bạn sẽ không thể nào mà nhớ được từng cái nghĩa của từng mẫu ngữ pháp, các bạn cũng không thể nhớ được gọi là cái cách phân biệt nó. Thay vì như vậy thì các bạn nhớ luôn hẳn một câu ví dụ, nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Thì ngày xưa khi mà mình đi học trường tiếng á, thật ra là cũng không có cô giáo nào bắt mình là phải học thuộc mẫu câu hay là học thuộc câu ví dụ hay là cái gì cả. Nhưng mà mình thấy cái ở trong cái cuốn sách giáo khoa mà ngày xưa mình dùng á, nó người ta chia ra là mẫu ngữ pháp này, xong rồi người ta cho mấy câu ví dụ, xong sau đó là có bài tập để mà tự đặt câu, người ta cho vế trước các bạn làm vế sau, hoặc là người ta cho vế sau mình phải tự điền vào cái vế trước. Thì bằng cái cách mình làm như vậy, chỉ cần mình học xong cái ngày hôm đó luôn á và mình nhớ được luôn cái mẫu ngữ pháp đó, xong rồi đến vài hôm sau khi mà mình kiểm tra thì mình ôm lại một lần nữa, và sau đó là mình thấy mình nhớ luôn, chứ cũng không có cần phải gọi là học đi học lại hay là gì cả. Rồi sau này nếu mà một thời gian mình không dùng những cái ngữ pháp đó, mà những nhất là những cái ngữ pháp mà kiểu khó nâng cao á, mà nó không có hay mà xuất hiện ở trong cái cuộc sống hàng ngày, thì mình quên đi, đúng không? Mình nhìn lại mình lại kiểu à chết cha, không nhớ cái này nghĩa là gì nữa đó, thì mình lại đọc lại một câu ví dụ là mình có thể nhớ ra được ngay à cái mẫu ngữ pháp này nó là cái nghĩa này và nó dùng ở trong cái ngữ cảnh này. Cho nên là mình thấy cái việc mà đọc nhiều ví dụ và nhớ câu ví dụ nó rất là hiệu quả đối với những bạn mà cảm thấy là mà sao mình học mãi mà mình không thể nhớ được ngữ pháp, học mãi mà không thể áp dụng được ngữ pháp. Và thêm một cái lời khuyên nữa là khi mà các bạn học ngữ pháp á, thì đừng có nên học nhồi, tức là học một ngày mấy chục cái ngữ pháp thì các bạn sẽ không bao giờ có thể nhớ được đâu. Tin mình đi. Cho nên là tối đa một ngày các bạn chỉ có thể học khoảng từ 4 đến 5 mẫu, 3, 4 mẫu, 4, 5 mẫu gì đó, tùy vào cái level của nó nữa ha. Nếu mà cái mẫu câu nó quá phức tạp hay gì đó thì một ngày các bạn học 2, 3 cái là được rồi. Còn nếu mà các bạn thấy mẫu ngữ pháp này nhìn vào phát là hiểu được luôn, nhìn vào phát đọc 2, 3 câu ví dụ là hiểu được cái nghĩa này rồi, thì ok, các bạn học nhiều chút, học 4, 5 cái cũng được. Và tương đương với mỗi cái đó thì các bạn đọc khoảng 5, 6, 7 câu ví dụ gì đó, xong sau đó các bạn tự các bạn làm ra những cái câu ví dụ. Rồi nếu mà các bạn có quen thầy cô người Nhật, hay có quen người Nhật, hay là quen những người nào mà biết tiếng Nhật á, thầy cô của các bạn hay gì đó, thì đưa cho họ check xem là những cái câu ví dụ bạn làm ra có đúng chưa, có hợp lý chưa, dùng trong văn cảnh đó, dùng từ vựng đó có ổn chưa. Đó, như vậy. Và khi mà các bạn tập nói á, các bạn cũng có thể tự tập nói một mình, tự tưởng tượng ra những cái tình huống là nếu ở trong cái tình huống này thì mình có thể áp dụng được cái mẫu ngữ pháp này, trong tình huống kia mình có thể áp dụng được cái mẫu ngữ pháp kia. Và khi các bạn nghe người Nhật nói á, thì khi mà các bạn cố gắng các bạn nghe được từng chữ thì các bạn sẽ để ý được là họ vừa mới dùng cái mẫu ngữ pháp này, họ vừa mới nói cái câu này, cái mẫu ngữ pháp này hôm qua mình mới vừa học xong. Đó, kiểu như vậy. Chỉ cần các bạn nghe được cái mẫu ngữ pháp ở trong cái câu họ nói thì các bạn sẽ rất là mừng. Ngày xưa mình cũng vậy, mình sẽ cảm thấy rất là mừng. Mình mới học cái này xong rồi, hôm nay mình nghe được ông đó nói rồi. Đó, kiểu như vậy thì mình sẽ không bao giờ quên cái mẫu ngữ pháp đó luôn. Và thêm một cái mấu chốt để mà các bạn không quên ngữ pháp đó chính là khi mà các bạn nói chuyện á, cố gắng nói đúng ngữ pháp chứ đừng nói bồi. Có một số bạn kiểu ở Nhật á, đi sang Nhật xong ở Nhật thời gian xong rồi các bạn kiểu nói sai, nó bị quen đi á, rồi xong rồi người Nhật họ cũng, nếu là cô thầy cô giáo thì họ có thể sửa cho bạn ngữ pháp, nhưng mà nếu là người Nhật bản địa, người bình thường á, họ đâu có biết bạn sai chỗ nào đâu, họ chỉ nghe thấy kỳ kỳ thôi, chứ họ cũng giờ bảo họ sửa họ cũng chẳng biết phải sửa cho bạn như thế nào nữa, họ chỉ biết là bạn nói sai thôi. Và tất nhiên là nếu họ hiểu rồi thì thôi, họ kệ luôn. Cho nên bạn sẽ bị hình thành cái thói quen là nói sai ngữ pháp, nói bồi, nói kiểu từ vựng mà nối với nhau á, chứ nó không ra một cái ngữ pháp, nó không ra thành một câu hoàn chỉnh theo đúng tiếng Nhật. Và cái đó nó tạo thành một cái thói quen rất là không tốt. Thì các bạn đừng có tạo cái thói quen như vậy, mà hãy cố gắng nói đúng ngữ pháp từ những cái nhỏ nhất. Đó, thì sau này các bạn lên cao thì các bạn sẽ không bị vướng vào những cái mà sai ngữ pháp cơ bản. Đó, chẳng hạn như là tính từ đuôi y cộng với động từ thì sẽ phải bỏ y thêm cư, đúng không? Atsukunarimasu, đúng không? Samukunarimasu, đúng không? Tsumetakunarimasu, đúng không? Chứ không được nói atsuinarimasu, đó kiểu như vậy. Hoặc là tính từ đuôi na thì sẽ phải là ni, đúng không? Thì là kireninarimasu hoặc là daijoubu ni narimasu, đó kiểu như vậy. Chứ không là daijoubu xong rồi narimasu, đó kiểu như vậy. Thì các bạn sẽ không có thiếu cái từ nối đi, có nghĩa là sai ngữ pháp rồi. Thì cái đó có nghĩa là các bạn chỉ nối hai cái từ kire với narimasu lại thôi, nó không phải là một câu, hiểu không? Và kiểu như là có nhiều bạn hay nói là onegai,
cái gì shite onegai shimasu, kore kaite onegai shimasu, kore yatte onegai shimasu, thì thật ra ở trong cái mẫu ngữ pháp tiếng Nhật nó không hề có cái mẫu ngữ pháp nào là te onegai shimasu cả, mà phải là cái gì đó yo ni onegai shimasu, đúng không? Hoặc là cái gì suru yo ni onegai shimasu, hoặc là danh từ cộng với onegai shimasu luôn, hoặc là te kudasai hay gì đó, đúng không? Hay chứ không có cái nào là te onegai shimasu cả. Nhưng mà mình nghe rất là nhiều bạn nói như vậy. Thực ra người Nhật họ nghe thì họ vẫn hiểu các bạn muốn nhờ vả họ thôi, chứ không phải là không hiểu. Nhưng mà thấy nó kỳ kỳ, họ sẽ bị cái kiểu là y quá càng á, rất là sai, nhưng mà không biết sai chỗ nào, cũng không biết phải sửa cho các bạn như thế nào. Thì đó là cái điều mà mình muốn nói về học ngữ pháp, làm thế nào để học ngữ pháp cho hiệu quả, làm thế nào để có thể nhớ được ngữ pháp lâu và tránh nói sai ngữ pháp, cố gắng nói đúng ngữ pháp ngay từ những cái cơ bản, những cái dễ nhất, thì sau này các bạn lên cao các bạn sẽ rất là dễ dàng trong việc áp dụng ngữ pháp. Nhớ là đọc thật nhiều câu ví dụ và đọc thật nhiều câu, tưởng tượng ra tình huống, kiểu tự nghĩ ra trong đầu cái cây qua để mà nói chuyện á, thì cái đó vừa tập cho các bạn áp dụng được ngữ pháp, vừa luyện nói nữa, có nghĩa là khi mà gặp tình huống đó mình tắt ra một cái là mình có thể giao tiếp được luôn đó, kiểu như vậy. Rồi, video hôm nay chỉ đến đây thôi. Nếu các bạn thấy video của mình có ích cho việc học tiếng Nhật của các bạn thì cho mình xin một like và nhớ là bấm đăng ký kênh cộng với cái chuông ở bên cạnh để khi mà có video về học tiếng Nhật mới nhất thì các bạn sẽ nhận được ngay. Nhớ nha, cảm ơn các bạn nhiều. この動画がいいねと思ってくれる方はグッドボタン、あとチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。